Xin chào tất cả các bạn, hôm nay cô Nghi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tàu hỏa. Đầu tiên thì các bạn sẽ canh phía dưới tờ giấy vẽ cho cô Nghi nét cong tròn để tạo thành phần bánh của tàu hỏa ha các bạn. Ở đây các bạn sẽ vẽ nét cong tròn to và nét cong tròn nhỏ để tạo thành phần bánh của toa tàu phía trước. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ 4 cái bánh ở phía sau thành phần bánh cho những cái toa tàu phía sau ha các bạn. Ở đây các bạn lưu ý vẽ cho nó tương đối bằng nhau. Sau đó cô Nghi dùng nét thẳng ngang qua để nối lại. Cô Nghi sẽ vẽ cái phần đầu tàu trước. Thì ở đây các bạn sẽ vẽ lên cho cô Nghi hai nét thẳng hướng lên trên. Phía trước thì chúng ta vẽ nét thẳng ngắn hơn ha. Sau đó thì các bạn sẽ canh ra vẽ cho Nghi cái toa phía sau. Các bạn vẽ nét thẳng chia đôi ra nè. Nối lại với nhau bằng nét thẳng ngang qua. Phía trước tương tự. Phía trước nó sẽ thấp hơn ha các bạn. Tiếp theo cô Nghi vẽ nét cong ở phía trước để tạo thành cái phần đầu tàu và nét xiên, nét thẳng ngang qua để tạo thành cái phần trắng của cái toa tàu. Phía trên thì cô Nghi sẽ vẽ cái ống khói. Tiếp theo cô Nghi sẽ vẽ cái phần mái của toa tàu, thì ở trên góc trên các bạn vẽ hai nét xiên ngắn ra phía ngoài, sau đó nối lại với nhau bằng nét thẳng ngang qua. Tiếp tục phần cửa thì cô Nghi chỉ cần vẽ hai cái hình chữ nhật là cô Nghi có được cái phần cửa sổ của toa tàu. Xong, sau khi vẽ cái phần đầu tàu xong thì chúng ta sẽ nhớ vẽ những nét cong tròn nhỏ ở phía trong của những cái bánh xe ha các bạn, để hoàn thiện luôn cái phần bánh xe. Rồi cô Nghi sẽ vẽ cái toa tàu phía sau. Và phía sau các bạn dùng nét thẳng để nối cái phần bánh xe lại. Sau đó các bạn sẽ vẽ hai nét thẳng hướng lên trên nối lại với nhau bằng nét thẳng ngang qua, thì chúng ta sẽ có được cái toa tàu ở phía sau, nó giống như cái hình chữ nhật đó các bạn ha. Và các bạn phải luôn vẽ cho cô Nghi cái cửa sổ ở phía trong, cố gắng các bạn vẽ cái cửa sổ cho nó đều với nhau. Toa tiếp theo thì chúng ta cũng làm tương tự. Sau khi vẽ xong cái phần đoàn tàu thì chúng ta sẽ vẽ cái phần đường ray ở phía dưới. Các bạn chỉ cần vẽ nét thẳng ngang qua để nối lại với nhau ha. Nối lại những cái toa tàu này lại với nhau nè các bạn nè. Nét thẳng thôi, rất là đơn giản. Tiếp theo thì cô Nghi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ cái đường ray. Các bạn canh ở phía dưới, vẽ cho Nghi một nét thẳng ngang qua, hai nét thẳng ngang qua song song với nhau. Rồi phần khói thì chúng ta sẽ dùng những cái nét cong liên tiếp nối lại với nhau thì chúng ta tạo ra được cái phần khói của cái tàu hỏa. Phía trên cái phần nền ở phía trên bầu trời, ở phía trên nó trống ha các bạn, thì chúng ta có thể vẽ thêm mặt trời, mây, đàn chim và có thể vẽ thêm những cái tán lá nữa. Rồi các bạn, cái này thì tùy các bạn ha. Ở phía trên thì cô Nghi sẽ vẽ ông mặt trời. Đầu tiên vẽ nét cong tròn khép kín và vẽ những cái tia mặt trời. Ở đây lưu ý muốn vẽ mặt trời đều nhau, cái tia nắng nó đều nhau thì các bạn sẽ vẽ cho Nghi nó đối xứng với nhau ha các bạn ha. Nét trên, nét dưới, hai bên và ở những cái góc chúng ta vẽ nét xiên ra là được. Tiếp theo cô Nghi dùng những nét cong, hai nét cong để tạo thành con chim, vẽ một cái đàn chim ở đây ha, rất là đơn giản. Các bạn có thể vẽ thêm những cái tán lá ở trên nữa nghe các bạn nghe. Phần còn lại thì chúng ta sẽ vẽ cái đường ray ở phía trong. Thì các bạn chỉ cần vẽ cho cô Nghi nét thẳng ngang qua thôi là chúng ta đã xong cái phần đường ray và xong cái bài vẽ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành tô màu. Ở đây về cái phần tô màu thì các bạn có thể thoải mái lựa chọn màu sắc. Và nhớ cho cô Nghi là khi chúng ta tô màu thì chúng ta sẽ chọn những cái gam màu để tô nền thì nó lợt thôi. Để cái chi tiết chính của mình nó sẽ được nổi lên trên cái phần nền hơn. Thì những cái phần chi tiết chính thì cô Nghi sẽ sử dụng những cái màu rực rỡ tươi hơn. Còn phần nền thì chúng ta sẽ chọn cái màu nó nhạt hơn ha các bạn. Rồi, như vậy là cô Nghi vừa hướng dẫn cho các bạn vẽ và tô màu xong tàu hỏa. Hy vọng các bạn thích cái bài dạy này của cô Nghi. Và các bạn cũng có thể gửi những sản phẩm của các bạn cho cô Nghi xem nha. Cô Nghi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt tất cả các bạn.